Dược liệu thì người ta biết cái khái niệm là biết là cái gì để người ta nói mình cũng hình dung được. Lucid là cái gì, đúng không? Để người ta nói lucid mình biết là cái gì. Đó. Thì lipid mà chúng ta vẫn gọi là dầu mỡ. Thật ra ở trong chương này, trong phần này chúng ta cũng chỉ học những lipid đơn giản thôi các bạn. Lipid đơn giản mà chúng ta vẫn gọi là dầu mỡ đó. Thật ra nó là những cái hợp chất của glycerol với lại acetyl. Tôi đã nói rồi, tức là các cái hợp chất hữu cơ ở dưới nó acid, đúng các bạn. Những hợp chất hữu cơ có chứa nhóm OH này khi nó gặp các hợp chất hữu cơ có chứa nhóm acid đây là các ancol, các hợp chất hữu cơ có chứa nhóm OH chúng ta gọi chung là các ancol, còn các hợp chất hữu cơ có chứa nhóm COH là các acid hữu cơ, đúng không? Khi ancol gặp acid nó sẽ ngưng tụ với nhau để tạo thành các ester là ROCO, R phải đây là các phần các cái chất ester, đây là cầu nối ester. Cái dây nối ester này dễ bị thủy phân hơn, dễ bị phân hủy hơn. Và các hợp chất này chúng ta vẫn gọi là hợp chất ester. Đa số các ester trong thực vật thường có mùi thơm đặc trưng, đúng không? Của những loại hoa quả chín vân vân. Còn lipid tức là ester giữa glycerol, tức là glycerin các bạn. Glycerin là một cái đa ancol, cụ thể có ba chất ancol. Đó là glycerin. Nó có ba nhóm ancol. Khi các nhóm ancol của glycerin này gặp các axit béo, các axit béo là các axit béo là những axit hữu cơ có cái chuỗi carbon dài trên 6, chúng ta gọi là axit béo. Còn nếu như các cái axit béo này mà cái R này chỉ có 1-2 carbon thôi thì không phải là axit béo, thì không tạo thành chất béo được. Cho nên là khi glycerin nó ester hóa với các cái axit có cái chuỗi carbon dài chúng ta gọi là axit béo thì chúng ta sẽ lần được được này. Nếu như một nhóm này mà nó ngưng tụ với một cái OH thì thôi, với một axit thì thôi, ta gọi là mono glycerin. Mono là một mà, tức là một nhóm OH nó ester hóa thôi. Ta gọi đây là các cái mono glycerin. Đó, mono glycerin. Còn nếu như cả hai nhóm nó ester được hết thì chúng ta được tri glycerin. Đây là tri, đúng không? Còn cả ba nó ester hóa hết thì chúng ta được tri glycerin. Như vậy bản chất của dầu mỡ chúng ta là các hợp chất tri glycerin. Có điều kiện là các cái chuỗi carbon của axit này phải là axit béo, nghe phải dài hơn 6 phần vật. Cái từ butyric nghĩa 4, 3, 2, 1 rồi thì không phải axit béo. Các axit béo nào, các cái chất béo nào mà được cấu tạo bởi các axit béo có chuỗi carbon dài và no. No nghĩa là trong này nó không còn một nối đôi nào. Cái carbon này có thể là C nói với nhau rồi đấy, không có nói đôi nữa, vì nếu như C này thì ở đây phải bao nhiêu H cả, cái carbon đầu tiên này phải bao nhiêu hydro, ba đúng rồi, CH3, đây là CH2 đúng không? Nhưng mà nó bão hòa, người ta gọi là bão hòa, cái không có thêm hydro là chỉ có nói đơn thôi, ta gọi là các cái chuỗi carbon dài và bão hòa, đó. Nếu như R này là các cái chuỗi carbon dài và bão hòa thì nó thường ở thể rắn ở nhiệt độ thường, chúng ta hay gọi là mỡ, và thường có nguồn gốc từ động vật. Ngược lại nếu chuỗi carbon ngắn hơn và chưa bão hòa có nghĩa xuất hiện nối đôi, thì trường hợp này nối đôi thì sao các bạn?
Đây, dưới như ở đây là nó đôi, thì ở đây là bao nhiêu hát? Là một hát ạ. À, đúng rồi, đúng rồi. À, là có một, đây cũng một rồi. Đúng không? Chúng ta sẽ đưa xin cặp con vào video đây. Để đứng được. Thì những cái anh nào mà chủ cặp con này ngắn và đồng thời chưa bảo hòa thì thường là thể lắm nhiều đồ thường mà chúng ta hay gọi là từng dầu, đúng không? Và hay gặp ở thực vật nhiều hơn. À, dầu mỡ là khái niệm chung là như vậy. Ở chương dược liệu này chúng ta học cái này vì lý do này, trong lipid này á, lipid bản thân nó không phải là cái dược chất gì hết, nhưng nó hòa tan được nhiều các vitamin tan trong dầu đó. Thì bản thân dầu mỡ chẳng qua là thức ăn, nó cung cấp năng lượng, nó là một nhóm chất dinh dưỡng không thể thiếu thôi, thì nó không phải chất thuốc. Nhưng vì trong dầu mỡ của thực vật cũng như động vật thường chứa một số cái vitamin như vitamin A, D, E, K và cho nên nó chúng ta nghiên cứu nó có tư cách như vậy chứ không phải bản thân nó chất thuốc. À. Nhưng vì nó là một nhóm rất quan trọng chúng ta không biết các bạn nhớ. Như vậy là điều kiện để tạo thành lipid phải là có một cái ancol, đúng không? À. Và các acid béo. Còn một số cái lipid phức tạp như sáp, như sáp ăn, sáp thực vật rồi chẳng hạn, thì cái ancol của nó là những cái ancol phức tạp rồi. Phân tử nó rất là lớn, cho nó thường nó sẽ rắn và dẻo vân vân. Các bạn thấy những cái sáp mà nó bám ở ngoài các quả, nhiều quả nho rồi cái lớp sáp mà chúng ta thấy móc móc như phấn, đó là sáp. Những sáp đó nó có tác dụng là bảo vệ cho cái quả khỏi bị hư, nhanh hư. Rồi sáp ong là ong nó lấy để trong các cái hoa cây được để nó về làm tối nó, đó cũng là một loại lipid. Rồi cholesterol trong máu chúng ta nó kết hợp với một số acid béo tạo thành những chất mỡ trong máu rồi. Thì bản thân cholesterol là cái chất ancol. Cholesterol mà, chữ ancol. Tức là nhóm một hát này. Nương tụ một số cái acid tạo thành các chất béo. À, các chất béo thường là nó có độ bám dính, độ đông đặc. Cho nên là nó dễ bám thành mạch, tạo thành lipid máu độ cao. Vâng. Cái thiệt thòi chúng ta là hiện giờ chúng ta cứ ăn cái dầu tinh luyện vớ vẩn. Thì trong cái mỡ heo nó có một số chất nó là cái lipid tốt, có lợi cho cơ thể, nó vận chuyển lipid. Chẳng phải lipid nào cũng tốt đâu. Thì ở chương lipid chúng ta cũng giữ tinh luyện vào thôi, chúng ta không đi sâu quá. Cái này nó cũng có nghĩa là tốt nhiều. Trong thực vật chúng ta có nhiều loại dầu như là dầu gốc, dầu lạc, dầu phụng, vân vân. Thì trong đó nó có chứa một vài cái vitamin tan trong dầu. Như là trong dầu gốc thì chúng ta có vitamin A, vitamin E rồi khác khác, hàm lượng khác khác. Rồi caroten, tức là vitamin tiêu vitamin A không đó. Ý nghĩa nó như vậy thôi. Chứ còn lipid không đóng vai trò là dược chất. Nó là, thực ra nó là thực phẩm, một loại thực phẩm. Cho nên cái này các bạn về đọc lại, đọc qua thêm thôi, chúng ta sẽ không nhìn sâu. Đây một số cái chứa lipid là thấy vitamin C nó trong lòng đỏ trứng được ha. Những phốt pho lipid có trong não của chúng ta ha, của tế bào thần kinh được không? Điều lipid trong phi chi nó trong cám gạo nha, ở dạng nước cây xin mang nghe đều là lipid. Một số cái dược liệu có chứa nhiều chất dầu, cái gì cầu dầu được không? Ricinus, colmonit, ở pho về VAC. Cái dầu cầu dầu hiện giờ là một loại dầu công nghiệp đó. Và cái một số loại cây trong cái nhóm họ này nè, nó có năng suất dầu rất cao và nó cho rằng dầu thầu dầu sau này nó sẽ là cái nguyên liệu thay thế xăng. Một thời đại nữa khi mà các cái nguồn nguyên liệu hóa thạch nó hết đi thì những cây trồng như cây dầu này, gia trofa rồi chi đó sẽ là những cây nó cung cấp cái dầu để chúng ta chạy xe, chạy xe máy không quan trọng, nó là cái nguồn xăng dầu năng cung cấp năng lượng cho mình. Rồi sáp ong đúng không? Sáp ong cũng là cái nguyên liệu để cho lipid, tức là sáp dầu mỡ sáp là thấy cái tô ong lên rừng dầm tô ong này giúp to vừa mật đúng không? Rồi cá, các loại cá, các gì về rồi chất chứa tinh dầu. À đây nó lại. Rồi đây là cái phần đại cương, chúng ta tạm thời dừng cái phần đại cương đây. Rồi ngày mai chúng ta học sang cái phần tiêm tiêm đề, tức là cái tay là con là tốt, chúng ta tạm dừng ở đây.